Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Clip này thì mình sẽ làm về khẩu QBU88S9. Thêm một câu đằng sau nữa là limiter, nghĩa là giới hạn. Nhưng mình không biết là nó giới hạn cái gì. Tại vì khẩu này là một khẩu free. Đấy, đúng tính chất hàng free. Ngoại hình nó khá là đẹp. Cái ống ngắm đập vào mắt mình. Đấy, nhìn rất là chất, to như một cái loa ấy. Nhưng khi mà mình ngắm lên thì nó cũng bình thường như những cái ống ngắm nào. Đấy, cũng bình thường thôi. Và khi mà mình bắn thì một cái cảm giác gợi cho mình đấy, một cảm giác cực kỳ quen thuộc, đó chính là mùi mắm tôm. Mệnh nó bắn tầm một viên thì nó sẽ deadlay tầm 2-3 giây đấy. Liên thanh mà chơi kiểu như thế thì đúng là khắm lọ rồi. Cái gì đây, tuy là nó hơi khắm nhưng vẫn là gọi là bắn được rồi. Thôi tới đang ngồi giới thiệu xuống mà thế mèo là đuổi mình như thế này, đuổi mình như kiểu lùa vịt như thế này rồi. Tôi xong rồi. Gì đây? Ủa lát nữa. Ủa tự nhiên tơ tơ nó đuổi mình lên nửa đường, nó té ngay kìa. Cái mệnh đuổi thì đuổi hết chặng đường ấy chứ. Cái mèo là dễ dàng bỏ cuộc như thế. Đấy, tơ mà như thế này thì chắc chắn là phòng sẽ ít zombie lắm. Rồi hiện tại hình như là còn 4 người. Cái mấy thằng kia nó nỗ lực cào thôi. Chứ tơ thì khoái lắm. Á đủ. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Thùng hàng là thất thủ rồi. Thôi thế thì mình lại vui thôi. Còn hai người không có hero này. Hư cấu. Rồi có rồi. Nhưng là một người. Ở trên trời có hàng vạn vì sao, dưới đất mình tao anh hùng. Mệnh ném quả bom chơi chơi vẫn giết được người. Hư cấu. Rồi mình cover theo là khẩu lục bon bít của cái vòng quay AK47 bon bít này. Rồi từ từ xong rồi. Kỳ vậy. Rồi, tôi xong rồi. Nó mút như kiểu là hàng free vậy. Mút phải trả tiền đấy nhá. Đi mệnh. Ui, tôi xong rồi. Máu của mình nó cứ tuôn tuôn trào như là nước, hai dòng nước mắt trào ra vậy. Đi mệnh ghê thật đấy chứ. Bọn này như kiểu là khát máu ấy. Rồi, máu mình là màu đỏ nhá. Máu các bạn màu xanh. Cái mèo nó ăn vào người nó chuyển hóa thành màu xanh ấy. Dị thật đấy chứ. Rồi ok, chúng ta sẽ cùng tiếp tục thẩm du. Cái này thì nó khắm rồi. Nhẽ mà nó bắn như kiểu AWM thì mình còn chấp nhận được ấy. Thật là VL khi mà dòng liên thanh lại bắn chậm đến như vậy. Thà chậm 1 giây thôi, thế còn chấp nhận được. Chậm đến tận 2-3 giây. Khiếp thật. Ô, cái tên là... Ôi, bạn tơ ơi, bạn bị mất mũ rồi kìa. Mệnh. Thật là VL. Nhìn chữ tơ Minotaur kìa. Nó nằm ở một đường mà thằng tơ thì nó nằm ở một nẻo. Rồi vừa bắn vừa kênh xem cái bọn kia nó lên có móc mình không. Chứ kiểu mà bắn như thế này thì đúng là không thể gãi được ngứa của zombie. Tại vì nó rất là yếu. Mà cái thứ hai thì nó bắn rất là chậm. Đấy thà deadlay thì deadlay như kiểu AWM thì mình còn quan sát được. Còn cái này thì nó ngắm liên thanh mà, thì không có thể quan sát nhiều được. Nếu thằng nào mà diễn sâu thì cứ xác định là zombie đứng ở sau lúc nào không hay. Đấy, nãy thì mình cũng bị một lần rồi. Đang bắn kiểu như mút cứu ấy, mút không đã tay. Như vậy một phát chỉ có 300-400 đam thì làm gì cho đời. Tôi xong rồi, có hero. Đấy, nên mình dễ bị móc. Rồi, bạn làm gì đấy? Biết ngay sẽ có thằng móc. Rồi, ôi trời ơi. Ghê quá, rồi bơm lại máu này. Chạy đâu? Trời, bọn này toàn chơi kiểu bỏ cuộc giữa trường thế này nhở? Rồi lại gì? Lại làm gì nữa đây? Thằng giống non cứ hổ báo. Bạn ơi, bạn chờ đồng đội bạn tới à? Đấy. Này thì chờ này. Cứ đuổi theo như là trốn không người. Rồi ở dưới một lũ. Mình bắt đầu có cái cảm giác bất an. Cái gì đấy? Đi cỡ đấy vẫn bị mút thêm vài tiết. Thật là VL. Rồi lên đây, bố mày sợ chúng mày quá đấy. Lên đây à. Nhấp nháy rồi kìa. Sao không lên luôn đi mệnh. Mấy con nhấp nháy là nó hay cứ té đi là mình không thể múc được cái con mấy cái kill đấy. Rất là hãm. Người ta gọi là hãm lờ. Nhưng thôi, gọi câu đấy anh em lại nói mình là chửi tục. Phải té rồi. Hết giờ rồi. Ai hí. Làm gì được nhau. Còn tận 3.000 máu. Vẫn là sóng tốt anh em ạ. Vẫn top 1 bình thường. Đi lần cầm những cái khẩu súng khắm lọ. Nhưng vẫn là top.
Nhưng mình nghĩ là sẽ mất top sau đây thôi. Tại vì khẩu này không thể lấy top dễ dàng được. Tại vì bắn khắm như thế này mà. Bắn như AWM. Thả AWM còn deplay thì mình còn ấy được. Chứ còn chơi kiểu như này thì phải kênh zombie. Đấy, thế thì mình sẽ mất thêm cái thời gian kênh zombie nữa là nó tốn phí thời gian cực. Đấy, bắn một phát phải kênh zombie cơ. Kênh zombie cơ. Ôi trời, tôi xong rồi. tuyên bố là thùng hàng lại thất thủ lần 3. Ôi, kinh quá. Nó giết không trừa thằng nào. Ghê thật đấy chứ. Rồi, những thằng rớt xuống cũng không thể sống được. Và bây giờ tiếp tục là mục tiêu bàn thờ. Rồi, mình thấy thằng Tơ. Anh Tơ, chim Tơ ơi. Anh làm cái gì đấy? Ô, thằng kia định mệnh. Trời ơi, cái thằng này. Rồi, hay quá. Cái thằng thẩm du bên kia thì nó không móc. Mệnh nó chơi mình thôi. Gì đây? Nghĩ gì? Ai? Thôi, xong rồi. Gì vậy? Thế mới đánh mắt qua một giây thôi. Nó đã biết ngay được mình. Thanh niên, mắt tinh quá. Thôi té rồi. Bọn này chơi ghê quá anh em ạ. Bên server Gina chơi phải chạy sấp mặt lờ. Chơi ở Việt Nam mình có đi rong ruổi đuổi theo zombie chứ mình có chạy zombie như thế này đâu. Bên này zombie đông quá, chắc là phòng 16 người nó đông ấy. Nó phân bố rải rác khắp nơi. Tóm ra mình không thể săn nhiệt được. Thế là cái khẩu này nó phế vật quá nữa. Thì mệnh. Bây giờ diễn sâu cũng không được. Mà diễn không sâu cũng không xong. Diễn không sâu thì không có kill mà mút. Đấy rồi. Thế chờ thay đạn thì nhanh. Nhanh vào cờ lờ. Thay đạn phải gọi là tốc độ bàn thờ. Thôi bạn ơi. Mình không cần thay đạn nhanh đến thế đâu. Sniper mà. Chậm là được rồi. Nhưng đổi lại bắn nhanh tí. Rồi thôi xong rồi. Ghê vậy. Kinh thế. Tính đạp gãy cổ mình. Nhưng may quá mình đã né ra được. Hỏi đường nào cho mình sống đây. Tôi không xong rồi. Té thôi cũng rồi. Trời ơi. Hai con. Ghê thế. Thằng Tơ có thế lực gì mà nó lại kêu gọi được thêm thằng Zumno đấy nhở. Vừa lơ. Khắm thật. Mấy thằng kia thì nó không gửi theo. Tôi cứ đè theo cái khẩu súng mà khắm lọ thôi. Cái khẩu mình thì khó chạy zombie rồi. Vừa bắn vừa lấy kill ấy. Còn chạy không thì đơn giản rồi. Chạy không thì dễ lắm. Cầm cái khẩu DE VIP nữa thì tuyệt vời. Nhưng mình không muốn cầm nhiều. Mình đang test cái khẩu súng AQBU mà. Cầm nhiều thì chả khác gì là test cái khẩu lục. Đường nào cũng tưởng mình rớt cơ. Bạn ấy cứ thích nguy hiểm. Mệnh. Cái con đường đấy phải gọi là nó thấm vào máu rồi. Nên mình không thể rớt được. Mệnh ai có thể rớt nhưng mình không bao giờ rớt. Hồi đầu mình kỳ lắm. Mình chạy cái đường đấy là kiểu gì cũng có thằng rớt thôi à. Nhưng dạo này ít rồi, anh em hay biết là ra đó rớt. Nên hay ra đó là đi chậm lại. Đấy, nó kiểu như đi chậm chậm để nó bước vào cái đường ngang này đấy. Nhìn nó rất là khó để lừa tình. Chứ hồi đầu thì thằng nào cũng rớt. Chỉ có mình là không thôi. Tại vì mình biết mà, kiểu gì. Hồi đầu mình chơi là mình biết là cái chỗ đấy dễ rớt rồi. Nên mình phát hiện được cái skill là ép sát người vào là không bao giờ rớt. Đây rồi. Nghĩ gì? Rồi tôi xong rồi. Này thì đi nấp này. Nấp kiểu gì? Không biết là lấy top được không? Mình nghĩ là không rồi. Trận này mình làm bài. Mà bọn kia lên thẩm du thì mình húp cháo rồi. Đói quá. Rồi tôi xong rồi. Có thằng thế này. Đấy, bịt ngay cái mặt thằng này suốt ngày thẩm du trên này. Đấy, con biết đường nào thẩm du đâu. Cầm Gatling mà không đi lên thủng hàng mà lên đấy mà. Rồi, thế này làm gì đây? Ui, chạy ngược. Rồi, thôi xong rồi. Đùa shotgun này. Thôi xong rồi. Bạn đã ra đi. Có thằng nào nữa? Á đủ bên này. Được rồi, hay lắm. Này thì. Rồi, có hero. Hay thế. Phải đi hên đấy. Không có hero thì lát nữa mình đi lên một vòng nữa là bạn cũng chết thôi. Đấy hai thằng này. Mày nguy hiểm này. Úi dồi. Bình tĩnh. Này đi chém mày. Một thằng chém một thằng súng. Như kiểu là hổ báo ấy. Này đi. Mày. Úi dồi. Tỉnh phết nhở. Hay lắm. Rồi thằng kia cũng lên nhập cuộc. Nhưng bạn kia rớt xuống thì xác định là chết rồi. Bao nhiêu bàn tay, bao nhiêu ánh mắt lắm lắm nhìn vào.
Ủa rồi, chưa chết kìa. What the fuck? What the fuck? Đéo đâu. Thủy Diên lại thua, thua cái thằng này. Này thì, ơ tí máu nữa, trời ơi. Và mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem mình thấy hay quên like, subscribe kênh của mình nhá. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye. Thì cái hình nó đẹp vời lời. Cầm vào, cầm khẩu súng này vào này vào bắn như quần que.